Tuổi Mùi. Con giáp tuổi Mùi được cai trị bởi nguyên tố thổ và gắn liền với năng lượng âm. Theo ngũ hành, những món đồ thuộc hành hỏa có lợi cho họ, trong khi đó, đồ thuộc hành mộc gây hại cho tuổi Mùi. Vì vậy, để mang lại may mắn cho ngôi nhà của con giáp tuổi Mùi thông qua phương pháp phong thủy thì điều quan trọng là thêm các vật phẩm thuộc hành thổ và hỏa vào không gian của bạn. Ngoài ra, con giáp tuổi Mùi nên ưu tiên những món đồ nội thất tròn trịa, mềm mại và uyển chuyển để khiến nó trở nên âm hơn. Bạn có thể thêm đá, pha lê, đồ đất nung để làm gia tăng năng lượng thổ. Tuy nhiên, bạn nên giảm số lượng đồ nội thất bằng gỗ trong nhà.